Rồi, chào quý khách hàng, chào quý cô chú anh chị. Thì tôi là Hồng, CEO và founder ở Mona. Nếu như các bạn hoạt động trong ngành nhập hàng Trung Quốc và những cái ngành dropshipping khác nói chung thì có lẽ các bạn đã quen thuộc với hệ thống website và phần mềm nhập hàng Trung Quốc ở Mona. Chúng tôi đã hoạt động trong cái lĩnh vực này là khoảng 8 năm và cái số lượng khách hàng, số lượng đối tác và đặc biệt là số lượng đối tác làm ăn ok, làm ăn ổn, đứng đầu thị trường là cũng khá nhiều. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không ngừng update để hướng tới một cái gì đẹp hơn, cái gì xinh hơn, cái gì nhanh hơn, cái gì tối ưu hơn và một cái gì đó tiện lợi hơn, hoặc là tìm được cái giải pháp cho những cái vấn đề cố hữu, những vấn đề cũ của cái mảng nhập hàng Trung Quốc này. Năm 2023 này chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản 6.0, và cụ thể là phiên bản 6.0 đó nó sẽ có những cái ưu điểm gì, nó sẽ có những cái điểm gì hay, nó sẽ có những cái điểm gì nhanh, và nó sẽ có những cái điểm gì đẹp hơn, hoặc nó sẽ giải quyết những vấn đề gì mà các bạn theo dõi ở cái video sau này. Chào các bạn, mình là Tuấn, giám đốc kinh doanh của The Mona. Thì như các bạn cũng đã biết, thì cho tới thời điểm hiện tại thì hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona Shopware vẫn đang là hệ thống đứng đầu, chiếm lĩnh thị trường, và có tới 95% các doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc đang sử dụng hệ sinh thái sản phẩm của chúng tôi. Dù tiên phong và đứng vững top đầu ngành kể từ năm 2019 và đáp ứng tới 99% nghiệp vụ cho các doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nâng cấp, không ngừng nghiên cứu, chỉnh sửa và cập nhật. Chúng tôi đã có tổng cộng 6 big update lớn và hàng ngàn update nhỏ liên tục trong suốt 6 năm qua. Và gần đây nhất là vào đầu năm 2023, chúng tôi đã hoàn thiện nâng cấp cho phiên bản Big Update 6.0. Với phiên bản Big Update 6.0 lần này thì hệ thống nhập hàng Trung Quốc của chúng tôi mang đến sự thay đổi lớn trong việc áp dụng những công nghệ mới, tối ưu về mặt giao diện, chức năng và trải nghiệm của cả người dùng ở cả website, phần mềm và app mobile. Hệ thống sẽ có sự hoàn thiện hơn, website của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn và tối ưu chuẩn SEO hơn. Phần mềm sẽ có tốc độ hoạt động nhanh hơn, extension độc quyền hoạt động ổn định và liên tục cập nhật theo các sự thay đổi của các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, đồng thời vẫn kết hợp với các nghiệp vụ đã được chuẩn chỉnh từ các phiên bản trước đó. Một điểm đặc biệt nữa trong phiên bản Big Update 6.0 lần này đó là chúng tôi đã mang vào 16 plugin độc quyền do đội ngũ nhân sự của Mona tự nghiên cứu và phát triển ra nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm hệ thống chuyển khoản tự báo có thay thế cho ví điện tử, hệ thống kiểm tra tình trạng đơn hàng tự động, hệ thống quản lý và phân phối affiliate, vân vân và vân vân. VBS cũng được chúng tôi đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu cũng như là hệ thống hoạt động ổn định hơn, qua đó giúp cho doanh nghiệp được vận hành hệ thống một cách xuyên suốt và không bị lỗi vặt. Trải qua nhiều năm vận hành, nhưng chúng tôi vẫn tự tin rằng hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona vẫn luôn đảm bảo tính toàn diện và hoàn thiện nhất. Có một sự thật đã được chứng minh rằng 9 trên 10 kết quả tìm kiếm trên Google đều là khách hàng của Mona, hoặc thậm chí 28 trên 30 kết quả tìm kiếm ở những trang kế tiếp đều cho ra một kết quả tương tự. Không chỉ thiết kế lập trình phần mềm quản trị xong và bỏ đó cho khách hàng, chúng tôi còn có hẳn một bộ tài liệu nghiệp vụ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chỉ dẫn bạn từ A đến Z, cụ thể từng tính năng một, cho nên bạn không cần phải lo lắng rằng mình không phải là người rành về công nghệ. Cùng với bộ nghiệp vụ, chúng tôi còn có một đội ngũ support 24 trên 7, hỗ trợ tận tình giải đáp thắc mắc, cũng như là xử lý nhanh chóng các cái tình huống. Nhập hàng Trung Quốc là một lĩnh vực phức tạp nhất nhì hiện nay, bao gồm rất nhiều nghiệp vụ ở trong đó. Để có thể phát triển được một hệ thống toàn diện bài bản mà cho tới nay không mấy đơn vị có thể thực hiện được như chúng tôi, thì Mona đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và chất xám trong suốt hơn 8 năm qua. Vì vậy mà mỗi nhân viên tại Mona đều rành về nghiệp vụ hệ thống nhập hàng Trung Quốc, và các bạn ấy hoàn toàn có thể tư vấn cho các bạn bất cứ một lĩnh vực nào xoay quanh vấn đề về hệ thống nhập hàng Trung Quốc của Mona. Có một thực tế là nếu như bạn tự thuê team in-house, tự thuê lập trình viên về, thì nội chuyện bạn phải giải thích cho lập trình viên về nghiệp vụ cũng là mãi mãi không xong và sẽ luôn là làm sai. Nhưng tại Mona thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện đó, bởi vì chúng tôi tự tin rằng ở một khía cạnh nào đó thì chúng tôi còn am hiểu về ngành hàng, về nghiệp vụ nhập hàng Trung Quốc hơn cả chính bạn. Đó là lý do vì sao hệ thống của chúng tôi đã sừng sững đứng vững ở vị trí top 1 và chiếm tới 95% thị phần nhập hàng Trung Quốc tại Việt Nam trong hơn 5 năm qua. Vấn đề bảo mật cũng được chúng tôi ưu tiên chú trọng ở mức độ cao nhất. Đầu tiên đó chính là bảo mật từ những kẻ tấn công từ bên ngoài, những hacker có ý đồ xấu tấn công hệ thống của bạn, thì Mona sẽ có những giải pháp để ngăn chặn chuyện này. Kế đến là hệ thống phân quyền giúp cho doanh nghiệp của bạn có thể bảo mật được thông tin ngay trong nội bộ của mình. Nếu như bạn đang lo lắng về việc tuồn dữ liệu ra, rò rỉ thông tin từ những bạn IT, nhân viên nội bộ của mình nhằm phục vụ mục đích kinh doanh hay bán thông tin, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm chúng tôi sẽ có những giải pháp để ngăn chặn những trường hợp khó nhằn như thế này. Và điều quan trọng là chúng tôi luôn cam kết rằng là ngay cả bản thân của Mona cũng sẽ không sử dụng dữ liệu của khách hàng cho bất kỳ mục đích gì. Vì đạo đức kinh doanh và cũng như danh dự của một công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường, và ngay cả bản thân các nhân viên của Mona cũng sẽ không bao giờ kinh doanh ngành hàng này, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Hệ thống nhập hàng Trung Quốc của chúng tôi cho tới nay trải qua 6 big update lớn và hàng ngàn giờ nghiên cứu chỉnh sửa. Chúng tôi đi tiên phong đứng đầu và thậm chí chiếm lĩnh tới 95% thị trường toàn Việt Nam về hệ thống nhập hàng Trung Quốc.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ dừng lại việc nghiên cứu và phát triển và đảm bảo rằng thị trường nhập hàng Trung Quốc cũng như là các sàn thương mại điện tử chung có bất kỳ thay đổi gì thì hệ thống của Mona sẽ có những update tương thích. Và thời gian vài năm trở lại đây, chúng tôi vẫn đang đầu tư khá nhiều nguồn lực tài nguyên cho việc phát triển hệ thống, phần mềm cho các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ sớm ra mắt bộ sản phẩm hoàn chỉnh sau một thời gian dài đi vào thực nghiệm. Và mình là Tuấn, giám đốc kinh doanh của The Mona. Các bạn có thể liên hệ hotline cho chúng tôi ngay từ hôm nay để chuyên viên kinh doanh của Mona sẽ hỗ trợ tư vấn về hệ thống nhập hàng Trung Quốc 6.0 cho các bạn nhé.